giờ tao nhỏ rồi. Mới ok đúng không? Má nhìn thằng Bu Bu đẹp trai thế nhờ. Ok đúng không? Đi mua xe Bu Bu quá không? Hôm nay là tôi đi chơi cùng với thằng em tôi mới bên Úc về. Vô khá. Mấy ông nhớ thằng này không? Hello anh em, hello anh em. Nào bây giờ đợi mấy anh em comment nè, lấy điện thoại ra anh đỡ anh đọc. Mong nhớ thằng em này không? Thằng em này là cái thằng em mà hỗ trợ tôi với lại anh Độ với mấy anh em là gọi là ăn chơi nhảy múa ở bên gọi là có đâu bình thường ở bên Úc. Đấy, hôm nay nó về Việt Nam chơi à, anh em tôi sẵn nhau đi chơi luôn. Nhớ không, nhớ không? Thằng Khoa á, Henry Đặng, đúng rồi đó. Henry á, Henry á, từ từ nha, để tôi kiếm cái Nemo trên đây tôi đọc chat nha anh em. Nói là phải to cơ. Đây. Bé bồi. Đi chơi anh em ơi. Khoảng luôn rồi. Chào các cô các chú đi. Hay nhau. Trong đây nè, hay nhau. Kìa. Chú Kha lì xì kìa. Chú Kha lì xì. Chào bé bồi. Tết đi. Còn chú Kha lì xì cho. À, bữa ba dạy sao? À. Chê lì xì là sao giờ? Chê tiền luôn hả? À. Có tiền hả? Ok, lì xì mà chê, con lấy cho mẹ đi. Chết rồi, lấy cho ba cũng được. Em cứ đưa lại lấy. Ba con được, hai cái mà. Cái nào của anh? Má anh lớn rồi, anh cũng được lì xì nữa trời. Này, cái này ba lấy nè. Ba lấy nè. Chê tiền luôn. Ok, ba lấy nè, có bị gì đâu. Cho con, lấy tiền của ba. Sữa nè. Thôi, rớt cái mít. Ông bạn cứ vô cái cửa này là nó bị lắc à. Đây Khoa. Nổ máy thử dây dắt đâu. Xíu gì? Ta ngủ hết rồi chửi á. Nổ máy thử dây dắt được phải không? Đợi anh tiếng nghe vợ. À dây dắt là cái này à. Ủa là ngày xưa là em đi chơi với ai? Anh đi Vũ luôn hả? Thử gì? Mà cái xe này anh để lâu rồi, bây giờ đạp là phải kéo le trước nè. Bật chìa khóa lên. À đâu, không bật chìa khóa. Báo tới. Rồ ga lên chưa. Đó, đạp khoảng tầm 6-7 cái nhưng mà không? Tại vì mấy cái xe mà để lâu ấy thì không chạy thì nó khó lên, nó khó nổ máy lắm. Ủa là sao, là xe mới hay xe cũ mà đạp mấy cái? Không, ý là bạn để lâu quá, bạn không chạy là nó vậy mà. Được trên ấy. Anh em có chạy xe này mẹ ngoài Lotte. Lạnh lắm. Được đấy. Mà anh chở đi đá banh bằng xe này. Đi đâu á? Đi anh đi sâu vào tim trên. Biết chết yêu thương ở đây. Ê, cái máy lạnh đằng sau nó có lạnh không Khoa? Chết rồi. Chưa mở, hơi nóng. À, má kỳ ta. Mở cái này hút gió, AC on nè. Mở air conditioner on nó mới lạnh nè. Hên quá, con Khoa này nó gầm tiếng Anh mấy ông ơi. Không là bú. Lạnh rồi đúng không? Đấy, lạnh rồi đấy. Giờ biết làm sao xe đánh mượn mà, xe đánh mượn. Giờ biết làm sao không? Tại vì hôm nay vợ đi với bọn anh ấy. Nhà nóng bỏng á, xe nó nóng. Cái bữa giờ ai đi má. Tôi đốn ông là tôi đang bị tắt chỗ nào nè. Anh là Bu Bu quay cái đường cái cho anh em xem mà anh em tôi bị tắt ngay đoạn nào vậy? Đoạn ngay có thưởng. Đoạn nào chỗ này. Hơi tắt. Thái Hà, ây da đỉnh dữ vậy ta. Gành được. Thái Hà luôn mà. Ừ, quen ngay chữ Thái Hà. Má chết thiệt. Cuốn sữa đi. Sao hôm qua anh mới không đi á, thì hôm nay đi bù rồi nè mấy ông. Tại vì hôm qua là thằng Boy nó còn bệnh, không đi được. Bây giờ vẫn còn bệnh mà, nhìn mặt đây. Mà tôi năn nỉ vợ tôi quỳ lại đó. Bảo là vợ ơi, anh ở nhà anh chơi game chán lắm rồi, không có thể đi cùng với anh ra ngoài đi chơi được không? Vợ tôi mới cho đó. Đúng vợ. Vợ thấy không? Anh làm gì cũng tôn trọng vợ hết trơn á. Vợ thấy không? Vợ thấy cái tình cảm anh nhìn nó vợ vô.
Gắn cái mic tim cho chị Trân đó hả? Từ từ tí đi. Nhạc gì vậy quá? Nó vô nó ngoài, nó vô nhầm cái vai sao anh ơi? Đang tắm trên xe luôn á. Thầy Bu Bu quay chồm lên quay cho các bạn xem. Đẹp lắm. Quay qua tí. Đây là... Mà này mít tầm huyết lắm nè. Được cái chứ. Thấy giờ mà thấy Lotte Mall đầu tay chưa mấy không? Ở trên hình như nó là chung cư hay là nó khách sạn vậy? Khách sạn. Khách sạn nó rẻ lắm. Mỗi ngày mới con có mấy phòng à? Chiều mấy đêm rồi. Chắc nó mới mở nó rẻ. Từ 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 qua qua cái đoạn này nhìn còn hát hơn. Quay quay chéo chéo qua đây nè Bu. Nhìn to lắm phải không ạ? To phải đái luôn. Đấy, mà ông nhìn đi. To lắm. Quên mất xe này nó Panorama mà, người ta có cửa sổ chờ toàn chặn mà. Xe thôi xịn lắm. Đấy, giờ xuống đi. Quay cái cửa cho các bạn xem rồi Bu Bu. To lắm. Đấy, đây. Giờ lấy điện thoại hả? Ờ. À đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, giờ lấy đi. Điện thoại không khóa. Anh biết số điện thoại giờ mà, 0946. Ấy. Ấy. Chưa đọc, chưa đọc. Đi cẩn thận nha hai mẹ con ơi. Đi mất tiêu rồi. Hai mẹ con đi cẩn thận nha. Hai mẹ con ơi. Hai mẹ con đi cẩn thận nha. Đó, quay boy nó chạy kìa. Ủa, quay boy chạy đi ra tận đây. Đấy, hai mẹ con vô trước. Tôi đi gửi xe cái mấy đứa ơi. Chạy cô tê hết. Ừ. Ui, hơi vắng nha. Chính ra mà hôm qua đi cuối tuần, hôm qua tôi định đi lắm đâu mà tự nhiên qua sốt, tiếc quá. Trời ơi, qua đi là đẹp. Qua đi thì nó đông. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Mỏi tay chưa Bu Bu? Không, mỏi tay. Đi ơi khoan. Let's go. Let's go boy. Đây đây cái túi đây. Túi, cầm cái túi. À, nó là cái mít thôi. Đây, đây, để cho em khoan. Ủa. Cho anh mượn đi họ đọc comment xíu khoan. Để em trả rồi. Ủa cái hôm bữa mà bên Úc là cái mon đó là đi là nó to nhất chưa khoan? Nó không có to nhưng mà ý là nó bình thường hả? À Long, à Long. Bạn thấy to không? Quay 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 có bạn xem Bu Bu. To quê là... Lên lên lên. Mà hơi vắng nha, nó hơi vắng. Đây, bây giờ mới nói chuyện với anh em được này. Từ nhà tôi mà ra chỗ này là khoảng tầm 10 cây, đáng ra là nó đi nhanh lắm. Nhưng mà nãy tắt ngay chỗ đoạn Thái Hà. Nãy giờ mình đi nửa tiếng đúng không? Ừ. Đâu? Ờ, 40 tay mấy phút. Ừ. Đi ngát nè. Mới giờ tới... Ờ, nãy giờ đi 40 mấy phút mấy không à? Tới sân bay rồi. Nét mà, nét như Sony luôn đó chứ. Đấy. Tầng này là tầng cà phê nhá. Tầng này là tầng cà phê này. Có mi xe của Ấn Độ này. Quay mi xe. Mi xe của Ấn Độ mi xe. Ờ, mít xe. Mấy ông ở Hà Nội, mấy ông không ra đây chơi hả anh em? Ra đây chơi đi, cuối tuần vui lắm. Đấy, chỗ này bán Lotte Mon nè. Lotte, kiểu Lotte Mắc cái thứ rồi nè. Bán trái cây cái thứ rồi. Rộng lắm. Hay bây giờ tao có content nè Bu Bu à. Giờ anh em mình vô kiểu Lotte Mon này. Lấy trái cam bỏ vô trong đây xong mình đi ra xong ví dụ mà ta bắt mình lại ta bảo John Việt Nam John nhưng mà là tao làm hả? Bị quýnh bệnh luôn. Đi lên nữa bên đây phải thử thách vô tù trong 24 giờ. Ê các ông bảo vệ kia không nhìn tôi kìa. quen hay sao? Quen. áo này thì anh em ê nhà anh còn dư cái xin nhưng mà sai bé luôn vừa á này đẹp à? Đẹp
Đây là hình như là lên lên một tầng nữa mới là lên tầng 1 đúng không? Đâu đâu đi bộ đâu. Cảm biến. Áo khoác của anh Bồ mua ở đâu á? Áo khoác của tôi là mua ở Mixer nha anh em. Ở Mixer nhé. Anh em lên trang web của anh Độ anh em mua là được. Áo hiện tại là mặc ấm nha. Mặc rất là ấm. Mặc ấm nha. Dạ sơ. Bao nhiêu nhờ? Áo này tại vì tôi được chị Miu gửi cho mặt nên tôi không biết giá bao nhiêu nữa. Anh em cứ lên trang web anh em xem rồi. Nhiều quá, chắc là mấy trăm thôi, không đắt đâu. Uầy. Chỗ này nói chung là cũng xịn sò phải không chứ? Chanel, Chanel đúng đồ đấy. Shadow Run. Để coi tí tôi có cái gì mua không. Shadow Run này rồi Chanel này. Đây là đồ, toàn đồ của mấy chị em phụ nữ thôi phải không? Tí lên tầng trên kia thì khi nào đói bảo nha Khoa. Ok. Anh em mình dạo vòng chơi. Dyson này, Zara này. Thường mà mai đây mấy ông lại thắc mắc là thường mấy cái quần này tôi mặc ở đâu mà đẹp đúng không? Đây tôi mua trong Zara. Mấy cái quần jean như thế này nè. Khoảng tầm triệu mấy một cái. Thôi người giàu có khác. Quần jean triệu mấy rẻ mà. Mua Shopee mua mấy chục ngàn nè. Thôi mày ơi xạo. Bên kia làm Shopee mày. Bên kia có Shopee không? Không, có Zara đó. Giỡn mà bên Úc người ta toàn. Ủa vợ tới đâu ta? Bây giờ tôi sẽ đi kiếm vợ tôi nhưng mà không cần gọi nha mấy ông. Hồi nãy vợ anh vô đây đúng không? Vợ vô đây đúng không? Vợ vô đây á. Vợ vô đây thì thường là vợ anh sẽ đi bên vợ anh thuận tay trái thì sẽ đi bên trái đó. Qua bên trái kiếm thử coi. Được. To mà mấy ông. Kèo vô quay các bạn xem. Không thấy nó to như thế nào đấy, quay lên nữa bu. To lắm. Quay từ từ thôi bu, ừ đó. Quay xuống, đấy, quay từ từ vậy đó, đấy. Theo bà anh đã stream mà anh đã kiếm anh đi. Cô ly bu bu, đi, let's go anh em. Đi tiếp đi. Cái à, tôm mì hưu là nó có bán quần xịp không? Quần xịp nó xịp, ok lắm, cũng ok. Cái quần xịp mà CK bữa qua anh mặc nó bị lòi cu vậy. So với Kevin nữa hả? Anh em cái quần mà cái quần xịp CK mặc nó cứ bị ở đỉnh con cu lên đấy. Trông khó chịu quá liền. Anh Độ bảo với tôi á là bây giờ muốn mặc mà nó không bị vậy là đọt phải đổi. Tại vì cái CK là nó mai như vậy. Nó thiệt mà. Không, tại mình to, quần nó to anh. Nhưng mà thiệt mà, thiệt nó là như vậy mà. Hôm nay có bán xịp không ta? Đó. Rồi để em hỏi. Hỏi không mua kỳ không? Không sao hết. Mua đúng cái. Bình thường. Mua mặc thử, mặc được thì ra mua tiếp thôi. Đi. Bình thường anh cứ mua mỗi ren cái anh mặc thử thôi. Rồi, để hôm nay anh mua hết tất cả. Hôm nay tôi sẽ mua hết tất cả quần xì. Mỗi ren một cái trong đây tôi về tôi mặc thử với mong cho em nhé. Em ơi, trong đây mình có bán quần xịp nam không? Đúng rồi, xịp nam. Rồi. Mua hết tất cả xịp đây tôi mặc thử cho cái nào ok nhất anh em nhé. Ai da. Cái này thì có 3 loại. 3 loại. Cái này sẽ là 3 cái. Boxer đúng không em? Nhưng mà anh cần cái loại mà mặc mà kiểu nó ôm ôm tí. Thì anh mặc bên anh trường. Anh có mặc tam giác không? Mặc tam giác anh ngứa lắm. Tam giác với anh Độ mặc thôi. Nhưng mà boxer anh bình thường anh mặc mấy cái bộ quần đá banh em hiểu không thì nó sẽ bị u u lên tí nhìn nó hơi kỳ. Thì không biết là có cái loại nào mà kiểu nó ôm ôm một tí không? Ôm ôm tí thì em nghĩ là sao anh mặc size khác thôi. Chứ size... Cái mặc size nhỏ đấy đâu. Size M. Size M đúng không? Anh muốn cho nó khít khít một tí. Khít? Cho nó khít. Cái này là hàng của kia em thì không có đổi trả. Ok ok anh hiểu. Chắc chắn với em nhé. Đấy, thường thường nó sẽ bị bọng bọng ở chỗ này nè. Một này là bao nhiêu? Một hộp anh? Một hộp này là 1 triệu. 1 triệu. 1,5 triệu á. Mua anh muốn lấy màu khác cơ, màu này hơi. Cái này có 3 màu. Màu đỏ đúng không? Cái này là ghiêng à, cái ghiêng là ghiêng một, ghiêng một cái. 3 cái, 1,5 triệu, cái 5 cũng được. Thế lấy cho anh màu đỏ đi. Màu đỏ. Chết. Màu đỏ. Đó anh mặc size gì em tư vấn anh cái. Em mặc á. Ừ, đít anh hơi to nha. Size S. Xe mờ đi. Lấy anh xe mờ đi. Nó anh chạy.
vô quay thử ánh mặt xì xì. Điên à. Không, quần xịp sao thử được. Mày thử em, thử em không lấy rồi. Cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam. Rồi lấy anh đi. Có đây có trình phí mãi gì không em? Chết mẹ. Quẹt cho anh đi, quẹt cho anh đi tí. Ở đây có trà thẻ bằng Apple Pay nước ngoài được không? Có Apple Pay. Trà thử thẻ em ơi. Trà thử cái này. Điện thoại giờ, điện thoại đang live stream không à? Đây cứ cầm anh cái thẻ. Vô tư, vô tư. Anh cứ cầm, anh cứ xài đi, được quá. Ở đây mình có chương trình mà bán cả góp gì mà. Về cái tính gấp đôi thôi. Cho anh Việt Nam. Cho anh Việt Nam. Cho anh. Đây cho anh quét nè. Ờ Khoa tính tiền đi Khoa. Chứ bỏ cái máy tát vào được rồi. Thì anh biết xài này rồi nhưng mà thôi thẻ của em là. Anh đang cầm thoại. Đã dữ vậy trời. Bố bố mặc không? Đâu có nhiều ở nhà mà. Nhưng mà bạn mặc loại gì á? Boxer như thế này. Thôi tí tôi chia cho bạn. Không biết. Tí tôi đưa cho bạn cái mặc thử. Tại vì tôi mua mặc thử là chứ tôi đâu có mặc nhiều đâu. Không. Thôi khỏi chấm điểm đi. Ừ anh đọc nó hơi nhiều. Anh bấm rồi. Nó hiện ra nè. Cần cái mặt của em. Rồi lên. Anh biết cái gì quay hết đâu. Gì? Là chưa bỏ tiền ra. Cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam. Về GA cho mấy ông á, sợ mấy ông không lấy chứ. Nhưng mà hôm nay để tôi mua tôi mặc hết các cái brand ở trong đây coi cái nào tốt nhất. Ủa Asami đây một bao nhiêu một cái em? Asami đẹp hết. Asami đẹp hết đấy nè. Quậy ra. Quậy quần đẹp hết chứ. Quần. Quên lại rồi. Đẹp hết đấy chứ. À polo chứ nhầm. Sorry anh em. Mua mặt thử đi. Vô mình. thử đi. Đồ thay đồ về quay mấy em xem. Body sáu múi đồ. Thay đồ cái thứ là mặc. Đang mặc như thế này lười thay đồ lắm. Đang mặc như thế này lười thay đồ lắm anh em. Polo của Tommy ok lắm hả? Ừ thấy một cái polo này đẹp hết. Polo màu đỏ này đẹp hết nè. Kìa. Polo trông đẹp kìa. Hay đóng một cái ra. Ừ, tao thử nha. Thử đi, thử cái đi. Tao thử nha. Thử cái đi. Ê, hey, tôi vô tôi thử cái áo polo coi nó như thế nào phải không nha. Xong tôi mặc áo polo như thế nào. Thử không? Mút hả? Thì lẻ. Okay. Lấy cho anh áo sơ mi này, không áo polo này size M quá. Size của anh. Size M hơi to hả? Thế bé hơn tí đi, bé hơn size. Anh mặc kit cũng được tại vì anh không. Anh đô hả? Mấy ok hả? Đừng quên thoại anh nha. Đi thôi rồi. Có gì anh về chấp nhận nha. Sao đồng thoại đi anh vô thay nha. Mời. Một năm mà mình làm đi shopping như thế này cuốn hết đấy. Đi shopping là xem là cái lạ nhất đúng không? Đi mua đồng hồ. Mua đồng hồ vậy? Mua đồng hồ á. Có đồng hồ rồi. Mua cái đồng hồ là em lấy điện thoại lại nha. Quẹt nó hơi phỏng tay nha. Đâu? Bây giờ ở bên cái gì cái đồng hồ rồi sóc nó có mấy cái đẹp lắm nha. Mà có 8-9 triệu à. Cái này đang có là cái gì? Hublot. Các bạn cho mua Rolex kìa. Rolex. Hai. Các bạn cho mua Rolex. Ừ, mua Rolex luôn. Không có tiền mà không ơi. Lì xì cho anh em 50. Anh em đón cho tôi đúng hai số cuối nha. Hai số cuối của tờ này là bao nhiêu thì tôi về tôi làm bích mi cho mấy ông. À không giờ sao biết được. Đem. Số đem, đón đem liền. Đem. Đón hai số cuối là gì? Thôi khó thế, đến một số thôi. Hai số khó. Hai số khó hả? Ừ, em thấy bên này rồi nhưng mà giờ đây nè, hai số cuối tay anh đang che rồi. Anh che cái này. Tao tôi thử áo polo nha phải không? 66. À anh thử trong đây đúng không? Đợi tí. Đó em. Em đó. Màu đỏ. Được chứ nha, màu đỏ trong hộp luôn á chứ. Không hộp đây xem các bạn có khen không? Khen đẻo rồi. Em đẻo luôn. Chê á hả? Xa sao chê? Đẹp á. À, trông giống doanh nhân á chứ. Không hộp.
đa cấp. Ừ. Trông hơi con nít nha. Mày dùng mấy mày mặc mấy màu xanh lục và màu đen hả? Phải không Khoa? Thời tại vì cái hâu quần của anh nó không hợp với Khoa. Với ta không phải đâu, tại áo nội quá. Nó mặc quần khác ok. Ừ, cái quần này, cái áo này á, mình mặc với cái quần kiểu là nó thân mà áo đẹp nha. Tôi thấy áo đẹp nha anh em. Ừ, áo đẹp, áo đẹp. Em ơi áo này bao nhiêu vậy? Ba triệu bốn. Thì là anh bố thấy áo xấu rồi đó. Cho anh Việt Nam, lấy cho anh luôn đi. Lấy anh áo này luôn. Thôi mặc áo này để sắp tới đi sinh nhật Di cũng được, nhìn lịch sự. Cái này à, mang với dép hơi mệt. Xong rồi ăn Tony đóng thùng. Thôi được, thấy nó sai sai đó. Cái khúc mà đem dép hơi mệt cho thấy nó sai sai đi dài đi. Giờ ba tay chẳng chịu bệt á, không hợp lý hơn. Đi dép thì giống anh thấy... Dép nó hơi già. Giống thằng thảo gà đó lấy thôi. Giống thảo gà. Chào anh em. Giống thảo gà. Giống thảo gà. Giống thảo gà. Bú anh em thôi. Em Khoa, tới gặp anh Khoa. Khoa bú hết 4,5 triệu. Đâu, bao nhiêu? 4,6 triệu. Tí mới xong anh đuổi về. Tí xong anh đuổi về, xong shop bạn Facebook luôn. Ê. À, hả? Đủ quá đơn à. Đồ này có không có hoàn trả gì đúng không em? Anh không em, được một giáo thì mình có thể đổi sản khoảng 30 ngày. À, kiểu về mặt sai cái thứ đồ, không mặc thử rồi mà. Rồi, anh xin. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. VAT á, hồi nãy nó lấy VAT giá sao? VAT á. Chú trả hẹn bằng giá bây giờ. Còn á, ui, đôn chè gạt bà nà nè. Nhưng mà ở ngay chỗ này nhá là mấy cái thương hiệu nổi tiếng ở đây là nó chỉ bán đồ skin care thôi anh em. Đi chỗ này à, có Victoria Secret nè. Hello em. Được, 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 được. Anh có đang live stream, em có ngại không? Thôi thế đừng quay các bạn bu bu à. Đâu quay rồi, em quay xin chơi vậy. Rồi cảm ơn em. Đi bu bu ơi. Chứ không lẽ giờ em sách ngại chết tôi Kha ơi. Ủa em đi chơi rồi mua mất cả tiền rồi nhờ sách nữa. Fan. À dạ. Đây là Suwaruki làm cái gì hôm bữa mà anh với mày gặp nhau bên Úc. Gặp ngay chỗ này cái, thì đúng ngay chỗ này luôn, thương hiệu này luôn. Đúng. Ghê vậy, nhớ luôn hả? Ừ, ngay chỗ cái ghế đó. À đúng rồi. Kim cương mà kim cương sale chứ. Kim cương, ủa sao kim cương sale là sao nhỉ? Anh vô hỏi thử kìa mày. Đúng. Thôi đừng hỏi, nó đã nhân tạo rồi. Kim cương sale là sao, vô hỏi. Đúng, kim cương sale, 5,000 sale còn 3,000 mấy. Ghê không? Đá nhân tạo hả? Nhân to hết rồi. Nên vô không ta? Nó chỉ là đá nhân tạo thôi em Kim. Ê, họ vô tao hỏi một cái bông tai nữa, đẹp, đẹp không? Bông, à, bông tai kiểu tròn tròn như thế nào mà kim cương nhân tạo thôi. Ừ, để coi đẹp, ok. Skim me. Cho anh Việt Nam à. Em ơi, cho anh hỏi có bông tai không? Dữ trời. Trời. Kim cương nhân tạo mà anh em. Sao cần dữ không? Cái này view không? Cái này không, cái này vàng thôi. Cái này bằng để được. Em xin phép được thử cái gì? Không, sáng hơn đấy. Đồ quay vô cam được rồi, quay vô cam cho mọi người. Trong nó sáng hơn đấy chứ. Sáng hơn, sáng hơn, sáng hơn, sáng hơn. Ở đây có bấm khuyên tai luôn không chị? Trời, em định bấm thêm khuyên tai, em đeo hai cái luôn. Cái này là bao nhiêu một chiếc ạ? Một đôi vậy, một đôi đúng không? Chỉ bán một đôi thôi, không bán từ lẻ. Oh shit. Chỉ bán một đôi thôi em mà không bán lẻ. 22 triệu.
Không. One thuê. Bây giờ anh em mà đón ngay cỡ dưới 5 triệu tôi mua. Ở trên thì thôi. Một đôi là 3.1 triệu. Là một đôi vậy chị? Ba triệu hai. Lấy cho em luôn đi. Má nó nhìn. Không có anh em ơi, không có anh em ơi. Tại hồi đợt Tết là tôi không có mua gì cho bản thân hết trơn á. Giờ qua Tết là mình tự bù lại nè. Em lấy đó. Em lấy đó, ai cứu không? Một cái em đeo luôn được không chị? Được ạ. Chị có cần mã cho em đeo luôn nhé. Ủa cái khuyên ở đằng sau nó là như này luôn á chị? Ồ. Uầy. Đi chơi có bu bu quay cho nó người mua mua không đóng tiền nữa. Đỉnh quá anh em nhờ. Giờ anh em phải kiếm những người anh em như thế này nhé. Nãy giờ là mua khoảng tầm gần 10 triệu quá. Ủa gì? Tầm mười nhiêu? Chừng chục củ. 50 7 củ mấy à? 7, 8. 7, 8. Gần 8 triệu. Mời anh, cảm ơn. Rơi rớt là mình được bảo hành lại một chiếc mới luôn. Ồ xịn thế. Ủa ví dụ em kiểu em chưa mất mà em bảo mất thì sao? À không, cái này không mất cũng được. Nó bị vỡ lá. À dạ 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 dạ. Vậy là lỡ hôm nào mà em lưới thẳng với em trắng là em lên lên đổi. Cho anh gì nè. Rồi em cảm ơn chị, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Nó bóng quá em tự dầm đá trắng. Rồi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đây điện thoại về đây mày. Không ai biết bát đâu anh. Ừ, cố tình quẹt cố tình làm gớt cho nó mẻ. Mấy chị không bắt được cái nhịp. Cái này á, cái này là tôi đang quay bằng điện thoại mà không nhá. Cái này là quay bằng iPhone 15 Pro 256GB. Hả? Sushi. Hôm nay anh đãi mày sushi. Cái gì? Ăn cá hồi cái thứ nè. Mày quay ai vậy? Xong dẫn em quay gì cao. Sao thằng em từng nói về ông dẫn CC. Nhưng mà anh không biết là trong đây có quán Việt Nam nào ngon cơ. Tại vì trong cái mall ấy thì nó chỉ bán những cái gọi là đơn giản như thế thôi. Còn muốn ăn món Việt Nam ấy thì ngày mai đi cà phê với Ấn Độ buổi trưa đúng không? Anh với mày đi ăn bún đậu. Ờ anh với mày đi ăn bún đậu. Nhá. Đi ra cái chỗ chính. Bây giờ anh em mình đi ăn nhá. Đi ra cái chỗ cổng đó đi. Bây giờ không muốn ăn sushi cũng được thì để anh đi kiếm coi có hàng gì khác ăn không. Khéo quá bầy, khéo quá Khoa ơi. Nghe em tôi nó bảo là thôi ăn luôn đi để vợ tôi đợi phải không à. Mà sushi á, sushi là ngon nha. Sushi lên ăn là cũng không thèm mà chảy của mẹ nó miếng á. À, giờ tôi mua có con chó cho nó kìa. Ngày mai anh stream IRL anh với mày đi ăn mới xà bị trưởng không? Ok được. Nhưng mà stream buổi trưa thì chắc là tôi sẽ stream YouTube phải không à? Ngày mai để anh lấy dây dắt ra anh mày đi báo. Hello vợ. Hello chị. Anh mua xịt mới vậy. Đây giờ giờ cầm đi anh bế con bò cho. Thang máy nha vợ ơi. Đi lên luôn hả? Đi lên luôn, đi lên ăn luôn. Được không bây giờ ơi? Thang nguy hiểm á. Đây đưa con chó đây anh cầm cho. Đây 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 cầm giúp em nha. Để em, để em. Đây cầm cái nhẹ đi. Cầm cái nhẹ đó. Cầm cái nhẹ đi anh cầm cái nặng cho. Đây. Con này nhiêu? 300 mấy, Misa của nó đó. Gì? Dạ nó. Con này là con gì? Misa. Con Misa nè. Em thấy em trên đây chưa Misa? Con chó. Hả? Em thấy cái này em chưa Misa? Lên tầng em không? Lên tầng. Tới rồi chơi. Thằng boy á, thằng boy nó muốn đi á anh em à. Đang bế nó đòi xuống nó đi mấy cái này nè. Thì đâu? Ui, từ từ đã. Trước khi đi ăn thì quá ADLV được không vậy?
Vợ mua tặng anh bộ đồ được không? Nãy giờ anh có mua gì đâu, này là thằng Khoa nó mua mà. Đi đi qua DLV cái nữa thôi. Vợ hẹn bàn cho nó mấy giờ? 8:30 hả? Còn 4 phút nữa là. Vợ đợi tiếng nha vợ. Ôi, ADLV là cũng ác đấy. ADLV này là bán cái bộ mà màu trắng trắng hôm bữa mà tôi mặc mà mấy ông hay hỏi là cái bộ đó là ở đâu ấy. Mong biết cái đồ bộ mà trắng trắng mà nó lụa lụa không. Đây là ADLV trong đây nè. Mà mua có hơi nhiều quá không nhỉ? Ừ. Mua. Vô chọn một cái đi bạn mua cho. Chọn cái gì? Chọn một cái áo đi bạn thích đi. Mua tặng bạn cái mặc chơi. Được vậy. Cái nào mắc nhất cứ chọn mà mua. Mắc nhất cứ chọn hả? Áo rồi, không biết à, thường nó mặc mấy áo kiểu mua mấy mua. Nhìn chọn áo là biết nha. Hình như bà đây nó bị lắc nha mấy không? Góc lắc, góc lắc, góc lắc. Ừ, ra qua đây phát là ok luôn. Mà trong kia nó hơi lắc kìa. Nó dính góc lắc rồi chưa? Đây con cầm đi, con Misa đi. Đó, đây, Misa đó hả? Ngoài đây nó góc lắc mấy không à. Ngoài đây là góc lắc. Ở trong kia là nó là cái góc lắc. Ở kìa, sao con bỏ xuống rồi? Áo à, sao mày lại chọn màu đen vậy? Thôi, bạn bạn thấy ok là được. Nhiêu đấy? Cáo này nhiêu? Ờ. Ok đấy. Lấy đi. Ờ. Trả cho nó đi qua. Nè, cầm. Trả đi. Trả đi, anh đang anh bị gốc lắc rồi, anh phải ra. Mày. Không. Ta giữ lại mình. 8 triệu anh đó, chết nhiều thiệt. Giờ chuyển lại cho anh em anh 8 triệu. Nó quét đồ mua hàng tí gì anh chuyển lại cho. Này mở áo rồi luôn đi, cho nó xong. Cái gì anh? Rồi tí gì anh quên á, anh quên á. Nãy giờ coi anh mua nhiêu tiền rồi. Rồi ít à, ăn gì gọi thêm đi ní. Đây bạn quay cho. Tao bao giờ ăn mấy cái. Cái này là nói cho bạn hiểu nha, nó là sushi. Ừ. Là đồ kiểu đồ sống Nhật Bản á. Biết. Gái thích ăn đồ sống lắm. Tập lần quen đi mút con gái cho dễ. Có người yêu rồi vợ ơi. Em ăn đồ sống nha. Thì có thằng gái thì chắc ăn hầu. Bụng yếu á, không sao đâu, trong đây toilet nhiều lắm, ăn thử cho biết. Ăn thử đi, bây giờ anh bị nút ăn sao. Có đồ chín á, Khoa là lựa đi Khoa. Đây. Nhiều nãy giờ mua anh mua nhiêu rồi? Mua cho anh đó hả? Ừ. Sao mua nhiều vậy? Thì giờ hôm nay vô xem mà không mua. Không. Rồi thử gọi này cho Maguro sashimi. Dạ thấy kỳ không? Hả? Sao không kỳ? Sao không kỳ? Đưa mình đi. Vô mình hỏi quá trời, mình quay Maguro mua. Sashimi. Mua thấy hơi cũng hơi kỳ. Điểm rồi nè. 1. Hình như rơi vào giấc lóc lắc nữa hay sao không ơi? Lóc lát nữa hả? Không. Ờ, thấy bình thường hả? Bình thường hả? Không có rơi vào lóc lắc hả? Biết điểm hả? Dạ, cho điểm thử giờ. 1. 1. Đó, 3. 3. 3. À đi. Chọn đi Khoa. Chọn rồi. Chọn đi. À, Khoa nãy hả? Hai Khoa là mày ơi, mày kêu Khoa nào? Mày mua mà. Đây, mua mà. Ừ, đúng rồi, gọi mua mà anh. Mua quăng cho đó nha. Ăn cơm không? Kêu cơm.
Con tôi cũng có nha. Con cho các bạn xem móng tay của con đi. Dạ dạ dạ. Khoe móng tay đi. Đấy. Nhắm mắt lại. Đai mày đai. Quay đi ăn cùng với gia đình sương sương anh em nhé. Đây là ăn quán sushi. Vlog trước là cô ấy cũng có quay cho mấy ông xem sushi rồi. Phần này cho mấy ông xem trực tiếp nó như thế nào. Chung là ngon, sushi Hokkaido anh em ăn hoài anh em biết mà mua. Lắc quá rồi, anh xài 3G đây. Đẹp luôn á. Rồi ok là. Thank you bro. Ăn đi Khoa, trời ơi gấp canh làm gì, để anh tự nhiên đi. Ok đúng không? Nãy giờ tính vô nãy giờ luôn á, 2 tiếng là 4 triệu rồi đó. Chứ đâu có miễn phí đâu. Đây rồi. Đúng rồi. Ăn bubu ăn thử salad đi. Cho bạn nêu cái cảm nghĩ coi. Bubu đã hiện lấy có triệu mấy với em là. Đây phải không ơi? Cá hồi nha, salad. Đó, triệu mấy. Cái nào mày hết? Đi ăn sushi là món khai vị là mình sẽ ăn salad trước. Đấy. Xong rồi sau đó tí nữa là mình mới ăn đồ sống. Rồi chứ. Tí nữa mình ăn cá ngừ đấy. Bạn đang ăn là cá miếng đó cá ngừ đúng không vậy? Cá tầm hay cá ngừ? Cá tầm. Cá ngừ nó mùi hồng. Mấy con cá này nó sống sâu với đại dương. Ngon rồi. Có mấy con cá này sống cho sâu với đại dương đó luôn. Thiệt mà. Phải lặn xuống mới lấy được. Đi tàu ngầm xuống bắt. Đi tàu ngầm xuống bắt. Đúng rồi. Thiệt má. Bên Nhật. Đi tàu ngầm thì bắt kiểu gì rồi nói tao coi nghe thử. Cái tàu ngầm nó thiết kế là chuyên để đánh cá. Bắt cá. Thiệt. Mà quan trọng là bắt kiểu gì. Bắt kiểu gì rồi hả? Cái tàu ngầm là chỗ nào để bắt cá. Nghĩa là cái tàu ngầm nó thiết kế ở đằng sau là có lưới cái thứ đồ bạn hiểu không? Tàu ngầm nó cứ chạy vòng vòng rồi cá nó tự vô lưới thôi. Là cá mập. Ê, chính gà bữa. Ê, càng lên trời cao thì nó càng rắc không? Khoa. Anh ấy anh định nhảy dù bên Úc mày. Không được, không bay được, không live stream được. Không live stream được. Cái sóng đầu live. Không có sóng à, lên ngay cao không có sóng à. Nhảy vui nha. Nhảy vui hả? Cảm giác như là đang có tiền á mà sắp chết tới nơi là không được xài á. Cái gì vậy, cũng cảm giác ghê với mày. Má cảm giác nghe bách. Cảm giác nghe bách giết vậy. Đúng hết rồi đi đó anh. Ờ anh nhớ định đi mà sao anh độ ngủ xong rồi bể kèo luôn. Thằng đi uống. Thôi chưa nữa. Thằng đi vợ. Không ăn được không rồi. À, nó chứa trong đây là salad nhiều anh em ạ. Salad với lại mấy miếng cá hồi. Chứ mấy anh em ngồi trong phòng chơi tôi còn toilet rồi kì. Ăn miếng mực đi ăn miếng mực đi ăn được. Chứ mấy em ấy xin ăn miếng mực cũng nói vậy. Được ăn được nè, giờ ăn mực đi. Ăn gấp cho anh mà. Đây rồi. À, Bu ăn thử miếng cá chích đi Bu. Ăn bơ nè. Tôi diễn anh em ơi, bình thường không có vụ này đâu. Bình thường tôi ăn vợ tôi ăn hết. Nhưng mà vợ thấy bông tai con bé đẹp không? Không má. 3.1 triệu một cặp. Mình mua một cái nữa cho ai? Mình mua cho vợ đeo. Vợ đeo không? Vợ đeo thử coi. Nè, bà cũng giấu bà mua cho một miếng đeo vậy. Trời ơi, làm gì có vụ đó vợ ơi. Đây có 3 bụi cá hồi. Để cái để đây, đây, để đây. Ây da, mình thấy cái cá hồi đúng không? Trông nó ác thiệt cái chứ nhờ. Bubu chỉnh cái góc cho nó cúp cúp xuống cho mấy bạn thấy rồi chỉnh lại cái góc. Rồi. Chỉnh cho nó cúp cúp xuống. Rồi. Thấy miếng cá hồi rồi. Úi rồi. Chết. Đó được chưa? Góc này được chưa? Góc được rồi đó. Nè vợ, giờ đeo thử cái này đi vợ. Nè, này cứ lôi xé ấy nè. Nè, không phải lôi xé. Sáng chân. Rồi canh lại cô ấy cũ rồi được Bubu. Rồi, được rồi. Cái giờ tới nói là hồi nãy em đưa cho anh cái hộp mà để mở con cái anh lấy cái còn lại. Bây giờ đi chỗ kia lại cái chỗ kia bảo ô sao nó còn cái cũ rồi cái ấy đâu chị. Cho Việt Nam, cho anh Việt Nam đúng không anh em. Bây giờ mình lại cái chỗ hồi nãy mình mua nó không kỳ vậy sao anh. Lấy chị quên bỏ kia vô cho em hay sao. Chị quên để cái thiệt vô cho em hay sao ấy. Đẹp mà. Ôi ôi đẹp như thế này cơ. Vợ tôi bấm khuyên tay là bấm nguyên cái vành tay rồi nè. Giờ anh bấm á. Mà lúc trước mới quen anh là nguyên cái vành tay này thú quá. Thôi má. Thật. Tay của má. Rồi anh phải tháo ra hết để mà anh nhúng oxy gà để cho nó đỡ nè. Đừng có em á, của em á.
bóc phốt luôn. Quay mời anh em miếng cá chích nha mấy ông. Cá vàng vàng này gọi là cá chích. Đấy. Bồ tạc thì mình để vô nước tươi vậy. Miếng cá chích nha anh em. Dồn miếng cá chích đi mình đi ơi. Chọn đúng không? Đó giờ mới ăn cái này. Tanh cái này là. Tanh á hả? Không, cái này là. Không biết nói gì hả? Miếng cá chích gì đấy. Phải mà bạn ăn cá chích là cái gì? Phải ăn cá chích rồi, giờ ăn miếng này nhá. Ăn thử miếng này. Tôm của bạn, tôm của Hoa đúng không? Của đâu? Của em bé. Của Hoa gọi gì? Em gọi đồ ăn ấy mà. Hay gấp hết salad đi để bỏ ra cho mình. Này giờ ăn này đi. Thằng Bôi nó cũng ăn cá chích nha, đây nè. Đó, tùy che đó thôi chứ đang ăn cá chích đây nè. Tập ăn đồ sống từ nhỏ nhưng mà anh ăn ít rồi mấy ông à, nên không có sợ đau bụng đâu. Ăn ít rồi. Bao nhiêu bô bô? Cái miếng gì em không? Này là wasabi à. Đấy, mực bò kìa. Bò để đây. Mà. À đây, em lấy cho, em lấy cho. Rồi, ăn cơm Khoa. Cơm bò. Bò này là anh kiểu là người ta cho người ta bắt. Thôi nói thiệt. Bắt ngay chỗ người ta nuôi chứ bắt ở đâu. Không cần bắt bên Hàn, mình đem về. Tưởng nó có cái gì đó khác biệt một xíu. Hôm nay là anh biết em về chơi nên anh đặt cái bàn này á. Bò là bắt. Dạ. Dạ. Bò cái gu A5 đúng không? Bắt từ bên đâu về? Bên đâu về nè. Cảm ơn. Nè lấy vô. Lấy cơm với bò đúng không? Được chưa? Như đây được chưa? Giờ ăn cơm không? Bô bô thử miếng con tôm rồi. Tôm sống à? Tôm sống. Bạn để cái bồ tạc này vô đây chưa? Để bồ tạc vô đây luôn á. Để bồ tạc vô nước tương. Gấp cho anh em miếng nha. Cho mấy ông miếng cá hồi nha mấy ông. Đã khoan đi mày ngại gì quá. Không Cam không thấy mày đâu đừng sợ. Cứ ăn thoải mái đi. Xin gì? Dễ ăn. Bít xì hả? Bít xù. Việt Nam là kiểu em về Việt Nam mà em nói tiếng Anh là bị quýnh á. Nói thật đó. Căng lắm, dụ rồi mới đây à. Có thiệt mà. Cũng trong quán này kiểu gọi tiếng Anh á, quýt tết đầu luôn nội. Thiệt, ngồi quàng sau luôn, bữa mới đi ăn xong cái hôm cái hôm đó là cái hôm kiểu tết ấy đúng không vợ? Tết của Tây á, Tết Tây. Anh đi ăn với anh Ben. Còn kia không có đồ ăn luôn, quýnh luôn à. Dữ gì trời. Không phải vậy á. Lấy gì vậy? Ở đây, nướng vậy? Em nói tiếng Việt nha anh. Dạ, nói tiếng Việt nha anh. Tao không chạy xe, tao ngủ mày làm tiếng tủ rồi đó. Tủ hả? Thôi mày nu nước được. Tí tủ, tủ có nghĩa là bia rượu. Mà ăn sushi thì thường người ta sẽ uống rượu. À, của em á, em đem bé ăn cơm. Uầy, nước này ngon lắm nha anh em. Quên. À ao nó cũng nước này nước gì vậy nhỉ? Dừa dứa nha anh em. Ở trên là nó có xương sa xương sáo này, gọi là chỗ tôi gọi là xương sa xương sáo. Không anh đúng, nó đúng rồi. Ngon. Giờ quảng cáo đây đang có anh em đi xem đông lắm. Đó, ăn giặt thì đến đâu? Ăn bú bú ăn đi đừng ngại ní. Không ngại đâu. Tôi không quay được mặt bú bú mấy ông em nó kiểu nó ngại ngại. Đây anh em trong nhà không? Không ngại đâu, không ngại đâu. Chính ra mày gặp tao bao lần nữa bú. Thì đâu tao đâu không ngại đâu. Không ngại ăn đi. Ý là vừa nhai xong. Nhai đâu ngồi ngại. Okay, bạn. Có Chu Lì E trong đây nha, Chu Lì E đang xem đó nha bú ơi. Chu Lì E bảo ông anh gấp cho ông xã em ngại quá. Đây là bà thở. Ăn đây. Cái miếng cá hồi hồi nãy nó rất là bình thường.
nhưng với một cái bàn tay ma thuật như anh cũng sẽ khác. Uầy, nhưng mà tí nữa điện thoại anh đang live stream nó vợ à. Được cả hẻ đúng không? Tiền vậy. Ngồi được anh, ngồi không anh được anh. Dạ hiểu anh quá. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thượng đế đã cho tôi gặp một người vợ quá tuyệt vời. Nè, cho vợ miếng cá chích nữa. Ăn đi tí. Dạ ăn đi nhé. Bài cũ. Ủa sao ăn dễ vậy? Anh ăn mà, ăn quá trời luôn á. Đây bạn múc gì tôi múc cho. Cho tôi một miếng cơm bò, một miếng. Bà biết con bò này người ta bắt ở đâu không? Bắt đâu bên nhà bạn hả? Điên. Không, hôm nay là biết là dẫn bạn đi ăn xong rồi tôi đặt riêng nhá. Là bò này là bắt ở bên Úc. Không phải đâu mà dám đi. Tất kỳ vậy. Không là riêng cho mấy anh em nè. Bò này là bắt ở bên Úc anh ý. Cảm ơn. Bắt bên Úc. Ừ. Úc là kiểu người ta hay làm về rượu vang hay là gì? Là sao anh? Ý là cái người ta cái kinh doanh cái gì bên bển đó. Truyền thống. Gọi là cái khi mà nhắc tới là biết là của Úc làm ấy. Đúng rồi. Ừ. Nhắc tới là biết của Úc làm. Ừ đúng rồi. Chả có con mèn thế ngồi nếu căng cu thế căng cu luôn hả? Căng cu luôn. Căng cu luôn thịt nghe bỏ thịt thúi lắm. Đúng không? Chết đầy đường mà. Chết đầy đường á. Ờ nó đi láo rồi bị xe tông á. Đúng không? Đúng rồi. Thiệt mà anh em, căng cu anh bển là đi láo bị xe tông. Khoa còn mấy món gì ngoài giờ tôm cuộn thôi gọi thêm đi tí gì anh gọi cho mày một đồ ăn phải gọi là best sell Hà Nội luôn cảm ơn thử 20 phút luôn nghĩa là anh bên bển em ăn mấy này ngán rồi đúng không không em phải ăn bằng tiệm tạp hóa hai chị em. Ai okay. Cho em ăn hai anh nói rồi ngày mai anh đi đó bóng này không hiểu không ngày mai em sẽ ăn thử quán lúc này mới thấy hai chị em của chị Trân bây giờ quán sao nhớ còn mở mà à, bây giờ bánh mở luôn hả bánh gì mở liên cơm mấy giờ sáng chị mở bây giờ đóng cửa không tí cho nó ăn cơm đi nó ở đây tới 29 lận không nó bóng gì nó anh chờ chim xong nó chơi với anh xong rồi anh kêu cho nó qua nó ăn vậy em sẽ qua ăn thử nhưng mà nếu mà ai muốn qua thì dỡ qua có ăn hai kêu không hả tăng gì cổ đông có tập hóa đây em nhưng mà nhớ trả tiền nha anh đâu. Cổ đông tiệm tập hóa đây em tính rủ mấy bạn qua thì nhờ mấy bạn trả tiền giùm má này nó dơ thiệt không nội ơi phải chứ ở đó anh ăn anh ký bill mà ký bill nữa à lại ký bill à tí mà lại hai kia nó giống cái khúc mà bữa sao vậy mấy bà thương ai bà tên Hương vậy má chữ T nè không giống bo như lộn bo gì không nhưng mà anh mặc cái này đẹp giống bo đang mặc nè bỏ ra đi sắp tới tháng 4 anh có đi dự một cái gọi là một cái giải để mà trao cho những cái gọi là streamer cúng hiến anh em chứ sắp tới có gì mấy anh em vote giùm Khoa nha cảm ơn mấy anh em rất nhiều có anh em thì mới có em Khoa được anh có bao giờ đi đâu đó anh mặc đồ bà mặc đồ mấy cái ủa chứ tới chính ra hồi Tết anh không mua gì luôn thôi đi bà nội không mua về xong rồi mua xong rồi về trời ơi xem mua cho anh áo gì bự quá quay 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 xích bu bu cứu bạn cái bu bu quay xích qua thấy mặt của vợ bạn đó vậy thấy mặt của tao nữa nha thấy chưa thấy cả hai chưa rồi ok LV su cái đó nó bình thường không phải mua cho mấy bộ size M á trời sao em mua bự quá vậy body anh là phải mặc size S mặc vô thì dưới đòn bánh tét vậy má xin gớm ủa mới bộ rồi LV su mới mua hết nhiêu em quên rồi nhỉ 3.500 đó đang ngựa áo luôn nhưng mà không lẽ giờ anh vô quay shop anh bảo người ta bán đồ báo anh không mua đúng không anh em thấy kỳ không nó kỳ chứ thôi giờ nhiều lắm rồi đây là cái gì à cái này là cái đỏ là cái gì cái này là con sò đỏ nha mấy ông tất cả đều sống hết
không? Lỡ mà lá là làm láng á. Yeah. Yeah. Ông qua tôi á, anh qua tôi á. Đút em miếng anh pha hả? Em hả họng ra nè, em ơi anh chấm nước tương nè. Em hả họng ra nè. Ngon. Ăn thử mì đó bạn. Ăn thử. Tao ăn gì tao gấp, bạn cứ tự nhiên. Anh giờ là anh cắt cơm luôn rồi Khoa. Cắt cơm tên Khoa giống anh nha. Em hỏi tên là gì Khoa? Đặng Đăng Khoa hả? Tên đủ nó nghe giống cái ca sĩ gì Khoa Khoa gì nhỉ? Bạn Đăng Khoa hả? Gì? Bạn Đăng Khoa là ca sĩ. Ca sĩ của ông tên Khoa. Châu Đăng Khoa hả? Châu Đăng Khoa. Châu Đăng Khoa. Châu Đăng Khoa là khác rồi. Nghe từ Chú Bin nữa. Gì vậy đấy? Ra đâu người nhà hết Chú Bin. Không hiểu là anh ăn á. Anh hiểu gì em hả? Mẹ tao mày cùng tần số không hiểu. Mà cắt cơm là cái gì? Cũng vậy thôi bà ơi. Cắt cơm là... Gì? Là sao lại cắt cơm? Đang cut hả? Đang cutting hả? Là sao? Mày cho mày cắt cơm mà không ăn cơm á. Đang tiếp thì sao? Đang tiếp hả? Cơm thì chỉ ăn một miếng buổi trưa thôi. Đang siết bụng. À siết bụng. Siết bụng mà má hả? Ăn hả? Bánh chén rồi má ăn chân gà. Ủa tôi ăn cho ai bán? Thôi đi buổi đêm, anh có bán buổi đêm đâu. Buổi đêm hả? Bỏ đi đâu rồi? Ê, mới đem cái bịch khô bò này, nhà chồng cho bịch khô bò à? Khô bò, khô bò. Nhà chồng. Bò mà nhà chồng là sao? Ở cái nhà chồng đó, là của nhà đó. À, của nhà em làm đó, hả? Tao tưởng đâu con cái bò mà chồng được hơi ảo nha. Chồng là nó hơi sai sai đó. Rồi, ta ăn miếng nữa, vợ. Lấy cái đốt ra đi rồi cho nó dẹp mày luôn, không sao? Ừ, rồi sao nó mang đi? Rau này anh bị dị ứng. Không phải, em lấy cái đũa em gắp đi rồi bỏ rau vô, anh lấy không rau bỏ ra. Rau này ăn vô nó bị ngon. Chị ơi. Đây 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 anh nhận. Tại vì em gắp một đũa em đi thì bỏ cái rau vô nữa. Trò khéo nữa. Để đây đi. Ừ, Khoa nó gắp. Anh dẹp mày. Sao vợ anh bên đây hiền dữ vậy? Chứ tao không hiền hồi nào. Tao hiền mà. Ây da. Nào thấy đúng chứ ngữ vậy. Chị Trân em thấy cái càm của chị hơi nọng rồi đó. Đi tiêm bóc tóc đi. Cho mày nghe tao. Sống nha mấy ông. Hào sống. Hào sống. Ăn thử con đi bu. Rồi. Giờ nhá, bạn để tôi làm, để tôi làm. Ok. Hai chúng ta đi. Ủa? Ủa? Vợ dít giùm anh miếng bồ tạc đó vậy. Mấy ta chép. Giờ để vô đây. Rồi, để ăn cho nó chết. Không biết. Ăn nó nhập viện. Cái này là sẽ giúp cái vương vị nó thanh thanh hơn. Rồi. Đó, nó kiểu đấy, bạn để một miếng ở đây đúng không? Có lai lai cái gì không? Lai lai có mắt mày. Bu bu à. Có vợ đâu đây bu bu à. Dòm xấu. Lai bị chanh. Mày ẩu. Hai vị đâu hòa huyện vào nhau đúng không? Đó. Thấy không? Đây, nó sẽ như cái này bu à. Chanh hứ đúng không? Rồi bạn đưa cái đũa bạn đây. Tại bạn bằng bạn của bạn mà. Đó, bạn ấy nó lên như thế này. Rồi. Rồi. Bây giờ bạn nhúng nguyên cái con này vào cái bát nước tương của bạn, xong bạn ăn thôi. Rồi bạn cho tôi cái cảm nghĩ. Trời cho nhiều tạt quá. Nó bị nhầm á. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn hơi khó hả? Đó nè, giờ nhiều mụn tạt quá mà ăn thử coi. Rồi giờ bạn ăn cho bạn xem nè. À. Không. Đó. Để miếng canh vô. Nhiều bạn không? Đấy, xong rồi. Anh
mua đồ anh có được khỏe xe không vậy? Không, giờ nó không còn cái vụ đó nữa em. Cái lúc mà mới khai trương. Không. Cái chỗ em mua nó bông người ta kêu là hả? Xuống mấy cái tầng mà bán đo hay gì người ta chợ vẫn cho mà. Đây mong ơi. Nãy mà em mua á. Cái kia là không liên kết nhau. Cái bồ tạc ở đây em ăn nó không cay, không cay. Không có lên mũi đúng không? Không có lên, không có lên. Thôi thôi. Biến cái mũi đi. Cái này là stream IRL á. Đúng rồi đấy. IRL có nghĩa là it's like real. Có nghĩa là stream ở ngoài. It's real life, yes. In real life. Có nghĩa là stream ở ngoài real. Real. Thay vì anh em hồi đó giờ nghe cái cụm từ stream đúng không? Là mình ngồi trên một bộ máy tính, mình chơi game. Yeah. Đấy. Okay. Stream ở nhà, này khi mình đi ra ngoài rồi là it's real life. Tâm hả? Không. Xin gum hả? Mình có miếng gum nhưng mà không biết hết rồi. Gum trong cái gói gì lại. Sắp tới là tôi đi tôi Thái Lan tôi cầm theo bộ này tôi đi chơi, à. Tôi quay. Hay thí dụ nó đang cầm nguyên bộ xong giật cái chạy luôn rồi sao? Thái Lan mà có. Thái Lan con nghĩ có đó, Bangkok thì có đó. Rồi sao anh em mất luôn điện thoại, mất luôn gimbal. Nó ai dựng. Ý là tính ra hay chứ phải gồ. Đó rồi, nó đang sáng dụng luôn. Content mới lại hay. Anh Pha mua 1.000 cái còn được mà, ok, giỡn quần đấy. Như vậy? Lúc này tự nhiên buồn ngủ dữ ta. Nó hẻ trả vợ, hẻ sau lưng rồi. Ok đó, ok đó. Em bật beat và rap càng ngay. Được chưa bu bu? Không cần, không cần, bạn ra đi, bạn ra đi để tôi, bởi tôi lại cho bạn nghe. Làm cái gì mà ấy á? Không, 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 để chơi vậy, để cho em bé. Đây á, bạn quay chưa, bạn quay chưa? Quay rồi. Giờ tôi đá như thế này. Đó. Rồi nó tự mở cốp. Đây, đây là đồ của ông mua nãy này. Đây bro. Đây, quay 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 cho các bạn xem xem cái Lotte không? Lotte rồi mua bu bu. Ông thấy đồ nó to như thế nào mấy ông? Đó, nguyên một dãy mấy ông biết nó to như thế nào. Cho mấy ông biết là nó to hơn nhất Việt Nam này chưa? Mong nhìn từ ngoài vào đấy. Lotte Mall. Ê xíu nó đi ngang nó giật luôn cái này sao ta? Không, không giật đâu. Thằng đó không có giật đồ bé ơi. Thằng đó không có giật đồ em ơi. Không, Sài Gòn. Sài Gòn, nhảy mũ á. Anh đang đi đâu á? Anh đang đi anh đang đi xuyên Việt em ạ. Chờ em về nữa. Cho các bạn nào mà vào livestream hơi muộn thì tôi đang đi xuyên Việt nhé. Hiện tại là tôi bắt đầu từ cầu Nhật Tân ở Hà Nội đi về đến Đồng Tháp thì khoảng từng 3 ngày đây mà. Bây giờ tôi stream tôi chạy cho đến Ninh Bình hay là gì đấy thì chắc là tôi ngủ xong rồi tôi sạc điện thoại các thứ đồ. Đang đi xuyên Việt nha anh em. Đang đi xuyên Việt, đang đi xuyên Việt. Làm cái stream IRL là đi xuyên Việt các bạn em. Ui, chính gà nha. Bây giờ mình có cái IRL này mấy ông. Xong rồi sắp tới những cái ngày hội lễ mà lớn lớn mình đi ra ngoài đường chơi chắc vui ở liền đấy. Đi bão anh. Ờ, có Việt Nam có đi bão gì nè, hay là đến gọi trung thu nè, đi rước đèn nè, mà like cái này thì vui vui. À, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, nhìn lại mất tiêu cái mẹ cái gimbal. Đúng rồi đó. Nào lút nó bỏ túi luôn. Xong xíu nó giờ nó. Anh Bồ đang đi đâu á? Tôi đang đi xuyên Việt mấy ông ơi. Đây là mới vào gọi là Bắc Ninh anh em. Bây giờ tôi sẽ đi lên từ Cao Bằng tôi đi xuống nha. Tôi đi Cao Bằng từ tôi đi xuống Cà Mau. Tới Bắc Ninh này. Cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam 77 giây. Từ từ cho anh nghe một bài nhạc bình thường đi. Anh thích nghe bài, từ từ để suy nghĩ cái bài gì. Thiên Lý ơi. Sao giờ chích lử? Giờ như vậy idol tôi hả?
Top 4 người tôi tin tưởng nhất. Top 1 Jack. Top 2 J97. Top 3 Trịnh Trần Phương Tứng. Top 4 Đốm. Đều. Cái kẻ xíu gửi tin nhắn rồi. Vậy nha. Đâu, thấy không? Thấy rồi đúng không? À, vậy nha anh em, bây giờ chắc là tôi xin phép là tôi nghỉ đây. Tôi lên tôi ăn cơm. Hôm nay vậy là quá ok rồi. Ăn cơm. Đó, nhớ vậy nha. Hẹn anh em là tuần sau. Tuần sau tiếp là chúng ta sẽ đi như thế này. Thì nói chung là một tuần tôi chỉ làm một lần như thế này thôi. Còn những ngày khác thì mình ở trong nhà tôi game bình thường. Mong là anh em sẽ thích nhá. Với lại anh em mà có thích tôi đi đâu hay là như thế nào đấy thì các ông gửi qua mail để mà đề xuất cho tôi thấy hợp lý thì tôi có đi cho mấy ông xem nhá. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn mọi người. Bây giờ thì anh em còn xem tiếp thì chuyển qua YouTube xem anh Đội Messi. Tôi nghỉ đây, bye bye anh em. Bye 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 bye. Gặp lại anh em vào tuần sau. Stream BGL vui đấy. Bye 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 b